án phạt treo giò 8 trận cùng số tiền 40 triệu đồng đối với Văn Quyết vì xô sát với trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành sau trận đấu giữa Bình Định FC, Hà Nội FC có diễn biến mới đầy bất ngờ. Theo đó, Hà Nội FC đã gửi văn bản gửi tới Ban Giải quyết khiếu nại VFF trong ngày 22 tháng 4, với yêu cầu giảm án cho Văn Quyết vì cho rằng va chạm giữa đội trưởng đội bóng thủ đô và trợ lý trọng tài. Nguyễn Lê Nguyên Thành chỉ là va chạm vô tình trong lúc can ngăn các đồng đội phản ứng với tổ trọng tài. Bên cạnh đó, Đội bóng thủ đô cũng cho rằng mọi việc xảy ra đều không có gì chắc chắn bởi không có băng hình ghi lại cụ thể. Tuy nhiên, phía trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành lập tức cũng công bố hình ảnh vị trí bầm đỏ trên người sau va chạm với Văn Quyết. Đây là diễn biến mới nhất của vụ việc và hiện ban khiếu nại VFF chưa phúc đáp công văn xin giảm án cho Văn Quyết từ phía Hà Nội FC.